Sốt rầm rầm đoạn clip Mai Tàn Phiến tận tình chăm sóc Mỹ Tâm phải chăng đang hẹn hò. Mỹ Tâm và Mai Tàn Phiến luôn biết cách khiến cộng đồng mạng xôn xao những lần xuất hiện chung. Cả hai được đồn đáo có mối quan hệ tình cảm với nhau nhưng chưa một lần lên tiếng dù hít mười mươi. Mới đây cộng đồng fan, chị đẹp đã chia sẻ một đoạn clip đầy cẩu lương, thu hút sự chú ý của mọi người. Theo đó, Mỹ Tâm và Mai Tàn Phiến có mặt cùng nhau trong một bữa tiệc. Nữ ca sĩ vui vẻ khui rượu để nhâm nhi cùng bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là chi tiết Mai Tàn Phiến đứng cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy chai rượu nặng khi Mỹ Tâm cầm lên uống. Không ngừng lại ở đó, anh chàng điểm trai này còn thực hiện một loạt hành động đốt tim nhưng dùng khăn giấy lau rượu dính trên tay và mặt của giọng ca Đừng Hỏi Em. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khiến dân tình phần khẳng định cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt. Được biết, Mai Tàn Phiến và Mỹ Tâm dính tin đồn hẹn hò sau lần hợp tác chung trong MV Đừng Hỏi Em và phim Trợ Lý Của Anh. Sau đó cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các show diễn và sự kiện lớn nhỏ. Đặc biệt, cặp đôi luôn thể hiện những cử chỉ thân mật, lo lắng và dành tình cảm cho nhau khiến netizen càng thêm phần khẳng định. Dù vậy, cả chị đẹp và Mai Tàn Phiến đều chưa một lần lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, điều này càng khiến công chúng thêm phần tò mò về cả hai. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2022, dân mạng lan truyền hình ảnh Mai Tàn Phiến xuất hiện tại nhà riêng của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng. Hàng xóm còn tiết lộ cặp đôi đã hẹn hò được 4 năm, lần nào cũng về quê đón Tết cùng nhau. Không chỉ vậy, cả hai cũng liên tục bị soi rằng bằng chứng hẹn hò, Mai Tàn Phiến cùng góp mặt trong những dịp quan trọng và riêng tư của nữ ca sĩ. Thật khó để nghĩ đây chỉ là mối quan hệ thông thường không nào.